Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người chống tham nhũng Trần Minh Lợi bị bắt lần 2. Ngày 1 tháng 12, AFA Tiếng Việt loan tin Facebooker Trần Minh Lợi bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo đó, ông Trần Minh Lợi, 55 tuổi, người từng nổi tiếng với Facebook diệt giặc nội xâm, vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam vào ngày 1 tháng 12 với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Truyền thông nhà nước vào cùng ngày cho biết công an đồng thời đã khám xét nhà của ông Lợi tại huyện Cư Quyên. AFA cho biết ông Lợi mới ra tù vào năm 2020 sau khi thụ án 4 năm 6 tháng với cáo buộc đưa hối lộ. Trong một vụ án mà ông một mực kêu oan và khẳng định ông chỉ đấu tranh với tệ nạn tham nhũng tràn lan hiện nay. Theo AFA, báo nhà nước trích dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết sau khi ra tù, ông Lợi lập Facebook Trần Minh Lợi và công ty tư vấn nhận hỗ trợ pháp lý cho nhiều người dân. Trên trang cá nhân, ông Lợi thường xuyên livestream nói về các vụ việc mà ông nhận hỗ trợ hoặc khi làm việc với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhà chức trách cáo buộc những nội dung này là không đúng, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vẫn theo AFA, trước đây, vào năm 2016, ông Lợi lập trang Facebook diệt giặc nội xâm và thu thập tài liệu chứng cứ tố cáo các hành vi sai phạm, nhận hối lộ của nhiều cán bộ công chức. Ông Lợi đã từng bị bắt giam và kết án từ hồi năm 2017 về tội đưa hối lộ trong một vụ án đánh bạc ăn tiền. Ông Lợi bị cáo buộc đã xúi người nhà của một người đánh bạc bị bắt đưa 60 triệu đồng cho một cán bộ công an để được tại ngoại. Việc đưa tiền này bị quay phim và ghi âm lại. Vị cán bộ công an bị khởi tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tường thuật về vụ án mà ông Trần Minh Lợi bị kết án vào năm 2017, Vietnamnet cho hay, theo cáo trạng, vào tháng 1 năm 2016, công an huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 6 người đàn ông đang đánh bạc với hình thức sóc đĩa, tang vật thu được là 4,09 triệu đồng. Người nhà của những người trên gồm ông Nguyễn Xuân An, ông Huỳnh Kim Cao Trí, bà Huỳnh Thị Cao Thương, bà Trương Thị Lan và bà Nguyễn Thị Tý đã tìm cách để bảo lãnh xin cho người thân được tại ngoại. Hình ảnh Vietnamnet tường thuật về vụ án của ông Trần Minh Lợi vào năm 2017. Thông qua mạng xã hội Facebook, ông Nguyễn Xuân An biết ông Trần Minh Lợi lập trang cá nhân phòng chống tham nhũng nên liên lạc nhờ giúp đỡ. Ông Trần Minh Lợi đã hướng dẫn ông Nguyễn Xuân An cách ghi âm, ghi hình để làm bằng chứng tố cáo tiêu cực. Ban đầu, ông An từ chối vì sợ ảnh hưởng đến bản thân. Tuy nhiên, Trần Minh Lợi đã nhiều lần thuyết phục và phân tích hành vi đánh bạc của người dân tại Đắk Miêu rất nhẹ, sẽ không bị truy tố, nên ông An yên tâm và nghe theo lời ông Lợi. Được sự hướng dẫn của ông Lợi vào ngày 21 tháng 1 năm 2016, ông An, ông Trí và bà Tý đã gặp Lãnh Thanh Bình, công an huyện Đắk Miêu, ở quán cà phê và đưa cho Bình tổng cộng 60 triệu đồng, đồng thời ghi âm, ghi hình sự việc. Sau khi có các đoạn ghi âm, ghi hình, ông Lợi không tố cáo ngay mà dùng các tài liệu này đe dọa khống chế Lãnh Thanh Bình để tác động cho các người bị bắt vì đánh bạc được tại ngoại. Điều trớ trêu là kẻ nhận hối lộ Lãnh Thanh Bình thì bị án 1 năm 6 tháng tù treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong khi, người tố cáo tiêu cực là ông Trần Minh Lợi thì bị 4 năm 6 tháng tù giam. Đây có thể coi là sự trả thù của công an đối với người chống tham nhũng tiêu cực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Người chống tham nhũng Trần Minh Lợi bị bắt lần 2. Một vụ truy nã kỳ lạ của Công an Tiền Giang về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 30 tháng 11, AFA Tiếng Việt có bài nhiều ẩn khúc trong vụ truy nã Lê Quốc Anh vì tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước. AFA cho biết ông Lê Quốc Anh có lệnh truy nã đặc biệt từ tháng 8, tuy nhiên báo chí Việt Nam đến cuối tháng 11 mới rầm rộ đưa tin về vụ truy nã thanh niên này. Báo chí nhà nước trong ngày 28 tháng 11 đồng loạt đăng tin truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Anh, 32 tuổi, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên,
không cho biết thanh niên này đã có những hành động gì. AFA dẫn tiết lộ của luật sư Nguyễn Văn Miến, hiện đang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, rằng ông nhận được lời cầu cứu từ bố của Lê Quốc Anh với nội dung Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ con ông ở nơi làm việc vào ngày 8 tháng 3 và giam giữ nhiều ngày sau đó mà không thông báo cho gia đình. Ngày 23 tháng 3, luật sư Miến từ Sài Gòn đến Cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang để hỏi, thì họ phủ nhận và nói không có bắt ai tên là Lê Quốc Anh. Hình ảnh bài trên AFA. Trong khi đó, AFA cho hay, gia đình của Lê Quốc Anh bị công an gọi điện chất vấn tại sao lại mời luật sư mà không thông báo cho chúng tôi. Luật sư Miến nộp thủ tục đăng ký bào chữa nhưng công an tỉnh Tiền Giang từ chối, khiến ông phải gửi thư đăng ký bào chữa qua đường bưu điện và trở về Sài Gòn. AFA cũng cho biết công an tỉnh Tiền Giang đã cho Lê Quốc Anh về nhà trong chiều hôm đó sau khi buộc người cha phải viết giấy bảo lãnh. AFA dẫn lời luật sư Miến cho rằng việc truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Anh có một vấn đề gì đó khuất tất ở đằng sau đối với cơ quan an ninh điều tra tỉnh Tiền Giang. Hành vi bắt cóc Lê Quốc Anh vào ngày 8 tháng 3 và nhốt anh ta ở một nơi nào đó trong vòng 15 ngày, không có một mảnh giấy lộn nào. Khi có luật sư thì họ vội vàng thả ra. Tháng 8 họ ra một quyết định truy nã đặc biệt, thế nhưng đến 3 tháng sau họ mới bắt đầu dội bơm, đăng thông tin, rầm rộ. Ông Miến lấy làm lạ vì lệnh truy nã đặc biệt thì phải làm ngay và luôn. Ông nghi ngờ, phải chăng cơ quan an ninh điều tra tỉnh Tiền Giang đang chạy tội vì hiện giờ chúng tôi không biết, không có thông tin nào về Lê Quốc Anh cả. Hình ảnh ông Lê Quốc Anh. AFA dẫn lời một người biết sự việc cho hay Lê Quốc Anh sau khi trở về nhà vào ngày 23 tháng 3 có thái độ buồn bã, cho dù không có dấu hiệu bị đánh đập trong thời gian giam giữ, chỉ bị thu giữ điện thoại, máy vi tính, iPad, hộ chiếu và cả giấy tờ xe máy. Sáng ngày 7 tháng 4, Lê Quốc Anh lên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang để làm việc theo yêu cầu và trở về nhà trong chiều cùng ngày. Vài ngày sau, ông rời khỏi nhà mà không mang theo đồ đạc, xe máy, không liên lạc với gia đình kể từ đó. Vẫn theo người này, công an Tiền Giang đến nhà vào ngày 22 tháng 8 để đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Quốc Anh và khám xét nhà. Công an buộc bố của Lê Quốc Anh đến đồn công an làm việc từ sáng đến chiều, thu giữ hai điện thoại của ông và chỉ trả lại một chiếc điện thoại thường, còn giữ lại điện thoại thông minh, cho đến nay vẫn chưa trả lại. 4 ngày sau, công an triệu tập bố của Lê Quốc Anh và công bố quyết định truy nã, bắt người cha viết cam kết không bao che và che giấu thông tin của con trai. Hiện nay, gia đình của thanh niên này cảm thấy lo lắng, không biết tính mạng của ông như thế nào. Sự việc xảy ra với Lê Quốc Anh cũng gây cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam bất ngờ vì tên của ông hoàn toàn xa lạ với nhiều người thuộc giới này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Một vụ truy nã kỳ lạ của Công an Tiền Giang về tội tuyên truyền chống nhà nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d